Chương trình Đất Việt TV, người miền Nam được hưởng thụ tự do dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam, thế là họ đưa dân miền Nam xuống bờ vực thẳm, người Bắc đi tù cải tạo, người bị bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước độc, người thì bị cướp đoạt tài sản với cái tư tưởng hà khắc của nước cộng sản, như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, đói khổ sợ sệt bao trùm với toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải bỏ nước ra đi, chạy trốn cộng sản, đi tìm tự do. Có những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương, họ phải trải qua bão tố phong ba, hải tặc cướp của giết và giết hại, hàng trăm ngàn người Việt Nam phải bỏ mình trên biển cả. Những bi kịch kinh tâm động phách đó vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh họ, dày vò tra tấn họ. Cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý khán giả, dưới đây là câu chuyện vượt biển viết trong cuốn nhật ký chuyển kể hành trình vượt biển Đông, tiêu đề Qua Cơn Hồng Thủy, tác giả Ngọc Loan. Kính mời quý thính giả lắng nghe. Biến cố năm 1975 đúng là một cơn hồng thủy, nó cuốn trôi cả xã hội Việt Nam vào dòng nước xoáy xuống vực sâu thăm thẳm. Gia đình tôi cũng không thoát khỏi cơn hồng thủy đó, nên phải linh đinh trôi dạt trên biển Đông để tìm đường sống từ cõi chết. Chuyến hành trình vượt biển Đông bắt đầu vào tháng 6 năm 1980. Tôi dắt ba đứa con nhỏ, đứa lớn nhất lên 10 tuổi, bé nhất lên 5, và một thằng cháu con của ông anh lớn xuống thuyền. Chủ tàu dặn trước, mỗi người đi được mang theo một bộ quần áo, tuyệt đối không được mang theo đồ kình càng ăn uống, cho chủ tàu lo. Cẩn thận, tôi mang theo một ít cơm nắm thịt ruốc, sợ các con tôi đói dọc đường, tôi còn khâu vào bộ quần áo, mang theo của chúng mấy chỉ vàng, phòng hờ chẳng may bị thất lạc, chúng có vật tùy thân. Giờ đổ người trên thuyền bất ngờ vào giữa trưa. Khác với những chiếc thuyền thường là vào ban đêm, việc đổ người xảy ra thật nhanh thật gọn, khiến tôi choáng váng đến ngộp thở, không nhận biết được gì. Phút chốc tôi thấy mình bị đẩy lên thuyền vượt biên với bà con. Cùng lúc có tới 4 hay 5 ghe nhỏ khác đổ thêm người lên thuyền. Sau đó chúng tôi bị đẩy xuống khoang thuyền, rồi mấy người tổ chức vượt biên phủ lưới lên, ngụy trang thành tàu đánh cá. Ngồi trong khoang, tôi quan sát chung quanh thuyền này rất nhỏ, bề ngang chỉ độ 1 mét, bề dài hơn 10 mét. Lòng khoang hẹp ghép bằng những miếng ván và có những thanh gỗ đóng ngang cảnh thuyền, cách nhau nửa mét. Phía trên chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ. Về sau tôi mới hay, máy tàu chỉ có 3 đến 4 mã lực và có tới 30 người lớn nhỏ xếp cá mòi trong thuyền. Mấy người khỏe mạnh bắt đầu lấn áp mẹ con tôi, khiến chúng tôi ngộp thở vô cùng. Đứa út còn quá nhỏ, cứ đòi ngồi trên lòng mẹ, và đứa khác ngồi trên những thanh lường thuyền than khóc không thôi. Tôi phải cố nuốt lệ, cố tìm lời dỗ dành khuyên bảo chúng. Sau một ngày vật lộn với sự chen chúc và sóng gió, các con tôi đều mệt lạ thiếp đi. Còn tôi,
Phần thì lo lắng, phần sợ hãi, nên cứ trơ trơ ngồi canh chừng trong tư thế khó chịu, đau đớn vô cùng. Đến tối thuyền bỗng nhiên ngưng chạy, hỏi ra mới biết vì máy yếu chở quá nặng nên không chịu nổi. Ngập một nỗi thuyền chưa ra khỏi hải phận nên ai cũng sợ bị tàu Việt Cộng bắt lại, thì chỉ có nước ngồi tù cả đám. Trong lúc người lái tàu sửa máy, đám thanh niên leo lên hết bong thuyền tìm chỗ nghỉ ngơi sau một ngày mỏi mệt. Thay vì ở dưới khoang phụ tát nước, họ để máy dùng tát nước chạy phun khói mù mịt. Vợ con chủ tàu an nhiên tỏa hưởng trên cabin, chỉ khổ nỗi cho trẻ con và những bà mẹ như chúng tôi phải chịu cực hình sóng khói. Chị bạn tôi thấy con cái ngột thở, ho sặc sủa, van xin chủ tàu tắt máy mãi không được. Chỉ bèn nguyền rủa chửi bới om sòm về sự vô nhân đạo và việc làm tắc trách của chủ tàu. Bọn chủ tàu và thợ máy không những không nghe, họ còn sẵn giọng mắng xuống: mấy bà im mồm đi, trước tuổi tôi cần vàng nên mới đưa mấy bà đi, bây giờ không cần nữa. Con mấy bà có chết cứ việc liệng xuống biển, đừng có la lối. Tôi biết nếu để tình trạng này kéo dài vài giờ nữa, lũ trẻ sẽ chết ngộp. Gió hơi độc carbon tỏa ra, bản năng tự vệ nổi lên. Tôi vẹt mọi người ra leo lên bong tàu, dõng dạc: tôi xin lỗi tất cả các anh đi học tập cải tạo có mặt trên tàu này, vì việc tôi sắp làm có thể nguy hại đến các anh. Tôi đứng đây chờ tàu Hải quân Việt Cộng đi qua sẽ la to cho họ đến bắt giải cứu các con chúng tôi trước, để khỏi bị chết ngục việc tù đầy tính sâu. Tính mạng trẻ con là trên hết. Do lời nói cứng cỏi và ý chí mãnh liệt của tôi, bọn họ đành phải bàn tính lại. Rồi họ tắt máy tắt nước, cho hết các trẻ con lên bong và các bà mẹ cùng lên theo. Còn các thanh niên xuống cùng thay phiên nhau tắt nước. Gần sáng máy chạy được, tàu thoát ra khỏi hải phận thật hú hồn. Xong họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Đi được hơn một ngày, chúng tôi gặp ngay một tàu hải tặc Thái Lan. Vừa thấy tàu cướp, chủ tàu vội ra lệnh tất cả đàn bà trẻ con xuống hết khoang thuyền. Bị bịt bùng, chúng tôi không hay biết chuyện gì xảy ra ở phía trên, chỉ biết rằng chúng tôi sợ gần chết vì đã từng nghe chuyện kể lại thế nào là hải tặc Thái Lan cướp của, giết người không gớm tay, hãm hiếp phụ nữ thật dã man, đều là nghề của bọn nó. Bỗng có lệnh mọi người lên bong hết. Ba bốn tên cướp súng nhắc bên sườn, tay khoa mã tấu sáng loáng, chúng xuống khoang lục soát kiếm vàng. Rồi chúng lên bắt mọi người cởi hết quần áo để chúng khám xét. Bao nhiêu những vàng và đồng hồ đeo tay đều bị chúng lột hết. Lùng sục xong trong khoảng một tiếng đồng hồ, chúng ra lệnh qua tàu chúng. Trong cơn dục dạ xô đẩy hỗn loạn của bọn cướp, tôi cũng bị kéo qua tàu chúng. Trẻ con thì bị thảy qua như thảy banh. Nhìn lại tôi thấy mất sạch hành lý, trong đó có dấu mấy chỉ vàng. Nhưng thấy có đủ ba đứa con, tôi mừng rỡ chạy lại ôm con khóc nức nở. Tôi lén lén nhìn qua bọn hải tặc. Trời ơi, chúng dễ sợ quá. Đầu cuốn khăn, mình để trần dễ dãi, mồ hôi cuốn mỗi cái xà rong, tay lăm lăm mã tấu, trông như những quái vật đầu người mình thú. Tôi lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra và nghĩ thôi đành phó mặc cho số mệnh. Nhưng bọn hải tặc cho chúng tôi ăn, các con tôi sung sướng lắm vì đã 2-3 ngày mà từ lúc lên tàu đã bị đói khát. Những năm cơm đi đường ít ỏi chúng đã ngốn sạch. Từ trước khi leo lên tàu, chủ tàu có hứa lo đồ ăn đồ uống nhưng họ làm ngơ. Tối đến nằm trên bong tàu hải tặc, tôi ôm chặt lấy đứa út và không ngớt cầu nguyện xin ơn trên ban phước lành cho con tôi. Chợt tôi nhìn sang đứa con gái lớn 10 tuổi đang ngủ say. Tôi sợ hãi và hối tiếc đã không cho nó mặc đồ giả trai. Chưa kịp nghĩ xa hơn thì những ánh đèn pin xoay loang loáng rọi đến chỗ chúng tôi nằm. Một cô gái bị đánh thức dậy và đưa lên phòng lái. Rồi cô thứ hai, cô thứ ba và tiếp tục. Họ là những cô gái tuổi xanh mơn mởn. Tôi rùng mình, sợ ánh đèn pin chiếu đến con gái tôi. Tôi thầm khẩn: xin cho tôi thay cháu làm vật tế thần. Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng để con tôi phải chịu đọa đày trong lúc nó mới 10 tuổi.
Cả đêm hồi hộp lo âu, tôi không tài nào chợp mắt. Cũng may bọn chúng chỉ bắt những cô gái trẻ để hành lạc, chứ không mang rợ hãm hiếp phụ nữ như những tàu hải tặc khác. Ngay trước mặt chồng con họ, khiến cho vợ phát điên, chồng tự vẫn vì phải mục kích những cảnh kinh hoàng khủng khiếp đó. Như các tàu hải tặc khác, số đêm thỏa mãn thú tính, sáng ra hải tặc đuổi chúng tôi về tàu cũ, đã bị cướp sạch những gì có thể cướp được và bị phá nát mấy tàu để tìm vàng. Thế là chúng tôi lênh đênh trên biển cả, không có chút đồ ăn nước uống. Sáng sáng tàu theo dòng nước trôi ra khơi, tối tối được sóng đánh dạt vào phía bờ thấp thoáng như có bóng đảo Côn Sơn. Trong tình huống tuyệt vọng, ai cũng mong được trôi dạt về, tù tội cũng cam lòng. Tội nghiệp các con tôi mới ngần ấy tuổi đã chịu cực hình, ngồi bỏ gối trên những thanh gỗ nhỏ gồ ghề, chịu nhịn đói ngày này qua ngày khác, và chịu đỏ đầy nóng thiêu đốt ban ngày, lạnh cống xương ban đêm. Mỗi khi trời mưa, chúng tranh nhau ra phía cửa khoang, ngửa miệng hứng từng giọt. Nhiều lúc chúng nức nở kể lể, sao mẹ bắt con phải khổ sở như thế này, con thèm nước đá chanh quá, con thèm bát cơm rang quá. Rồi chúng thay nhau kể ra những món chúng ưa thích, nào là xá xỉ hủ tiếu, nào là chè cháo bánh bao, vân vân. Nghe chúng than khóc kể lể, chủ tàu nạt lớn: im mồm chúng mày đi, kể lể làm tụi tao mắc thèm luôn. Tôi vừa buồn cười vừa giận cho bọn chủ tàu, nhưng phải cố gắng trấn an các con với viễn vọng hy hoàng ngày mai này. Nói sao hết nỗi đói khát cơ cực giữa lòng biển cả mênh mông, nước biển tràn đầy xung quanh nhưng chúng tôi vẫn khát nước, cá bơi lội ê hề nhưng chúng tôi vẫn đói. Đứa con gái lớn nói: con không chịu nổi nữa đâu, thôi con nhảy xuống biển chết đi cho khỏe. Tôi phải ôm nó vào lòng dành dỗ. Đã hết lời mà nó cứ làm tới. Tôi dọa lại: con thử nhảy xuống xem nào, nó ấm ức con phải được uống một ly nước cho đã rồi con mới nhảy xuống được. Tôi mỉm cười: nếu có một ly nước mọi chuyện đổi thay, con ráng đợi ly nước đó nha con. Mấy đứa con tôi lịm dừng trong mê man vì đói khát lạ người. Chúng tôi không còn cảm giác lúc tỉnh lúc mê và đang đi dần vào một thế giới nào khác. Nhìn chúng, niềm đau lòng làm thắt ruột gan tôi. Tôi bỗng thù hận tất cả, hận cộng sản đẩy người dân vào đường cùng, đến nỗi phải liều mạng với biển rộng trời cao để tìm tự do. Hận đồng hành vô tình, ích kỷ chèn ép mẹ con tôi. Hận cả chính mình ngu muội và bất lực, không bảo vệ được con mình. Tôi hận, hận tất cả. Sang đến ngày thứ 14, tình trạng các con tôi tệ hại vô cùng. Chúng lỡ lói, thân hình dơ dáp, những phân và nước tiểu thê thảm khôn cùng. Đứa út còn tệ hại hơn, vừa đói khát vừa kiết lỵ nên khô đét như nấm xương, bọc da nhăn nhúm, nằm thoi thóp nửa tỉnh nửa mê. Đang lúc quá thất vọng, bỗng có một tàu đánh cá Thái Lan xuất hiện. Cả tàu lại xôn xao, mọi người không còn gì để mất nên không sợ hãi như lần trước nữa. Tất cả chỉ mong được có thức ăn nước uống, rồi chết cũng cam tâm để làm mũi lòng ngư phủ tàu Thái. Mọi người vội bầm con gái út bé nhỏ của tôi giơ cao lên đưa hướng về họ. Tội nghiệp, con bé thoi thóp thở trong chiếc hình hài chẳng giống người. Tàu ngừng lại, nhìn qua và có lẽ thấy cảnh tượng thương tâm đó nên cứu mọi người. Khác với bọn hải tặc lần trước, họ rất tử tế, thòng dây qua giúp từng người sang chiếc tàu họ, bỏ lại con tàu ọp ẹp của chúng tôi nằm chìm trong sóng biển. Kiểm được đầy đủ các con an toàn trên tàu đánh cá rộng lớn, tôi mừng như chết đi sống lại. Mọi người được cho ăn uống no nê, trẻ con được uống cả nước ngọt và sữa nữa. Tôi xin một ly sữa nhỏ từng giọt vào miệng con út, nhưng cháu rất yếu, chỉ thiều thào nuốt được vài ba giọt. Hỏi thăm, tôi được biết ông chủ tàu Thái này trước đây đi đánh cá từng bị công an Việt Cộng bắt. May gặp một bà mẹ Việt Nam cứu thoát nên nay muốn trả ơn xưa. Tàu vào gần đất liền, ông cố gắng tìm một làng đánh cá hẻo lánh và trong đêm đó chuyển lậu chúng tôi lên bờ.
Song vội vã ra khơi để tránh liên lụy vì chính phủ Thái và nhiều nước lúc đó không có những người tị nạn Việt Nam nào cả. Chúng tôi nằm ngủ thiếp đi dưới những gốc dừa sáng dậy, thấy dân địa phương khám phá ra kéo đến xem chúng tôi, cảnh thê thảm tang thương của đoàn người tị nạn đang lưu lạc xa cơ thất thế làm họ thương cảm sụt sùi. Rất tử tế, họ mang cho chúng tôi từng nải chuối, trái dừa, khoai bắp luộc, vân vân, đượm thắm tình người. Sau đó chúng tôi được đưa đến trại cảnh sát Thái, được ở tạm trong khu chuồng bò để chờ hồng thập tự quốc tế đến và được cấp gạo, cá khô, vân vân. Mọi người sung sướng ăn uống no nê, riêng đứa con gái út tôi kiệt sức vì kiết lỵ và mất nước nên nằm thoi thóp rúng ró trong bọc vải, chắc nó không sống nổi 3 ngày nữa chờ hồng thập tự đến. Tôi vội hỏi mượn đám chủ tàu ít tiền để ra ngoài mua sữa cho cháu, nhưng họ làm ngơ, lén lút dúi tiền cho con cháu của họ mua quà bánh ăn. Túng quá, tôi ôm cháu ra ngoài chợ, mong nhân địa phương thương hại để xin một hộp sữa cứu sống cháu. Vừa đến cổng trại gặp ông đại úy Thái Lan cụt chân vẫy lại hỏi tôi đi đâu. Tôi nói đi ra chợ xin hộp sữa cho con và mở cái bọc vải để lộ thân hình bé tí teo. Ông ứa nước mắt nói không có sữa, rồi cho tôi 20 bạc tiền Thái Lan và đi mua. Nhờ có 20 bạc vừa đúng $1, tôi mua một hộp sữa ít chanh đường về pha cho cháu uống. Cháu từ từ hồi sinh. 3 ngày sau hồng thập tự đến, con tôi đã thoát khỏi ách tử thần. Chúng tôi được chuyển đến trại tị nạn Song Kha và sau đó được chồng và 2 đứa con trai lớn đã vượt biên năm trước bảo lãnh sang định cư tại Mỹ. Cơn hồng thủy đã tràn vào nước tôi, dìm bao nhiêu người dân lành xuống biển Đông. Đã 47 năm trôi qua, chuyện kể vượt biển Đông vẫn như vừa mới hôm qua, phải trải qua đói khát, khổ đau, ô nhục và nước mắt, thấy hết sự chịu đựng bền bỉ của con người, đành bỏ lại tất cả mà ra đi. Và trong kinh hoàng tuyệt vọng, có những vị cứu tinh xuất hiện như những bông hoa nhân ái nở giữa biển khổ trần ai. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biển, tiêu đề Qua cơn hồng thủy, tác giả Ngọc Loan, để nói lên khi Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm miền Nam, khiến cho hàng triệu người miền Nam phải bỏ nước ra đi tìm tự do, và hàng trăm ngàn người phải nằm lại giữa biển Đông. Đó là nỗi đau thương của dân tộc Việt Nam. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.